Sách giáo khoa không thể tái sử dụng gây lãng phí rất lớn. Tìm giải pháp để sách giáo khoa có thể sử dụng được nhiều lần. Những phương án mang lại lợi ích cho cả người dân và nhà nước đang được tính toán trong dự thảo đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn. Số ca tay chân miệng trên phạm vi cả nước liên tục tăng lên, nhiều nhất ở khu vực phía Nam. Đáng lo ngại, nhiều ca bệnh nặng phải điều trị đặc biệt, ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu. Năm học kết thúc, sách giáo khoa vừa dùng xong thì sẽ làm gì? Nếu như trước kia cuộc sống còn khó khăn, các gia đình lại đông con, sách giáo khoa của anh chị dùng xong thì sẽ để lại cho các em. Bây giờ thì phần đông mỗi nhà chỉ có khoảng 1 đến 2 con thôi. Cuộc sống khá giả hơn, nên có thể với nhiều gia đình, việc này không còn phổ biến nữa. Và nhất là 3 năm nay, khi mà áp dụng sách giáo khoa mới, các trường học những bộ sách không giống nhau nên việc sử dụng lại cũng gặp khó khăn. Lãng phí sách giáo khoa vì thế đang diễn ra. Khánh Linh vừa học xong lớp 3. Đây là sách giáo khoa các môn học trong năm vừa rồi. Vào đầu năm học, bố mẹ con đã bọc cho con những quyển sách như thế này và dán nhãn. Và con đã giữ gìn rất cẩn thận. Đến nay thì vẫn không có quyển nào bị hỏng hóc cả. Em chào chị Bí. Chị họ của Khánh Linh năm tới sẽ học lớp 3. Em muốn gửi sách về quê cho chị dùng lại. Quyển toán của chị là chị dùng sách gì đấy? Em là dùng sách cánh diều. Em thì học kết nối tri thức cơ. Thế là hai chị em mình không nhường lại sách cho nhau được rồi. Bộ kết nối tri thức với cuộc sống, bộ chân trời sáng tạo, bộ cánh diều. Các trường có thể dùng một bộ hoặc kết hợp cả ba bộ này lại với nhau để dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc này nhằm đáp ứng, dạy và học tốt nhất. Nhưng cũng vì thế mà nếu muốn sử dụng lại thì có thể môn này học sách giống nhau, môn kia lại học sách khác nhau. Học sinh cùng trường dùng lại sách của nhau là thuận tiện nhất, chứ khác trường thì người trong nhà cũng chưa chắc đã dùng lại được. Như ngày xưa là người nọ học và người kia học thêm tiếp theo, nhưng bây giờ là cứ học một năm xong lại bỏ, sau năm sau lại phải mua, rất là lãng phí. Quyển sách giáo khoa này có giá 10.000 đồng, có lẽ chẳng thấm tháp gì so với phần đông chúng ta. Quyển tiếng Anh này có giá 98.000 đồng, với nhiều gia đình có lẽ cũng không thấm tháp gì. Nhưng với khoảng 18 triệu học sinh phổ thông thì mỗi năm chúng ta cần ít nhất 3.000 tỷ đồng cho việc mua sách giáo khoa. Nếu như tiết kiệm được chỉ 1/10 con số này thôi, thì mỗi năm khoảng 300 tỷ đồng, chúng ta đã có thể xây dựng thêm được mới ít nhất là 3 trường học hiện đại. Tiết kiệm sách giáo khoa không chỉ là về tiền, đó còn là về tài nguyên, gỗ, nước, điện, rồi nhân công và rất nhiều giá trị khác khi hình thành được một ý thức tiết kiệm trong các học sinh. Vậy thì làm thế nào để sử dụng sách giáo khoa cho hiệu quả? Từ năm ngoái, theo chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khảo sát tại các địa phương để nghiên cứu phương án xây dựng các tủ sách giáo khoa trong các nhà trường. Từ các tủ sách này thì hàng năm học sinh mượn, học xong rồi trả lại cho nhà trường để lớp sau học tiếp. Sách sẽ được quay vòng đến khi nào hỏng và không dùng được nữa thì thôi. Vậy thì kinh phí ở đâu để có thể lập ra các tủ sách giáo khoa này? Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lên 3 phương án trình Chính phủ hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh phổ thông. Với mức giá bình quân 200.000 đồng trên một bộ sách, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 phương án ngân sách nhà nước hỗ trợ mua sách giáo khoa. Phương án 1, nhà nước hỗ trợ 70% số học sinh chưa được hưởng chính sách. Kinh phí cần có là hơn 2.100 tỷ đồng. 30% học sinh còn lại có thu nhập khá trở lên tự mua sách. Phương án 2, nhà nước hỗ trợ 50% số học sinh chưa được hưởng chính sách. Kinh phí nhà nước cần hỗ trợ là hơn 1.500 tỷ đồng. Phương án 3, ngân sách nhà nước hỗ trợ số lượng học sinh có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo. Số kinh phí dự kiến là hơn 107 tỷ đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục xin ý kiến Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan về cân đối ngân sách, cơ chế hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh mượn, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Các phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh sẽ được xem xét, lựa chọn và quyết định thực hiện trong thời gian tới. Còn ngay lúc này, có những người vì tiếc sách, vì thương những học sinh vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa,
đã làm một công việc, đó là đi quyên góp sách giáo khoa cũ. Và chúng ta sẽ cùng gặp một trong số họ. Sách này thì nó to hơn. Nghỉ hè là lúc cô giáo Thủy đi xin sách giáo khoa cũ. Cô dạy học trên Lai Châu. Mấy ngày này về nhà em gái ở Hà Nội, kết hợp luôn việc xin rồi phân loại sách giáo khoa. Công việc này cô đã thực hiện được 10 năm nay. Người dân miền núi ấy, thì cái số tiền 100.000, 200.000 nó tương đối là lớn. Nếu giả sử một gia đình miền núi đang có khoảng 3 đến 5 người con đi học ấy, thì cái số tiền đấy nó sẽ nhân lên rất là nhiều. Các gia đình thôi mà tiết kiệm 1 đến 2 bộ sách của con mình ấy, đồng nghĩa với việc là giúp đỡ được hẳn một gia đình miền núi trong cái vấn đề đưa con đi học. Cô Thủy đăng thông tin trên mạng xã hội vào các hội nhóm ủng hộ sách để kêu gọi mọi người tặng lại sách giáo khoa cũ. Sách sẽ được kiểm tra, dán lại gáy, bọc lại bìa. Quyển nào rách quá, bị vẽ bậy nhiều thì loại bỏ. Tôi nhận được nhiều sách giáo khoa nhất, nó vào tầm 80.000 cuốn. Không cần phải to cái gì to tát cả, mà chia sẻ ngay từ một bộ sách của con mình đã dùng thôi là được cho không chỉ một bạn vùng cao đâu. Có khi là sẽ đến 4-5 bạn học lại cái bộ sách đó. Từ việc làm của cô, các con, các cháu cũng học được tính chia sẻ và không lãng phí. Năm nay Gia Nhi lên lớp 6 thì đã 4 năm em thực hiện việc tặng lại sách. Được bố mẹ nhắc nhở ngay từ đầu năm là sách sẽ còn dùng lại nên em cố gắng không làm hỏng sách. Đây là việc khó với nhiều bạn, nhất là các bạn học sinh còn nhỏ tuổi. Để hình như các bạn ở lớp con ấy, các bạn ấy vẽ bậy, tô bậy ra sách và làm hỏng sách vở ạ. Nhưng mà các bạn ấy lại bảo là đây chỉ là một quyển sách thôi, có cần phải quá lên như thế không? Thế con nói với các bạn như thế nào? Con nói là ở độ tuổi này các cậu chưa làm ra tiền thì các cậu không nên nói như thế. Các cậu nên để dành một quyển sách vì đây là tiền của bố mẹ chúng ta chứ không phải là tiền các cậu làm ra. Nên tớ nghĩ các cậu nên giữ gìn quyển sách này cho dù nó có mệnh giá nào đi nữa. Anh Thành, một người được gọi vui là cửu vạn sách vì tích cực xây dựng các tủ sách miễn phí ở nông thôn. Quá trình đi đến hàng chục tỉnh thành, anh đã nhận được nhiều lời đề nghị xin sách giáo khoa cũ. Cứ một quyển sách được tái sử dụng, không chỉ cho anh bài học về sự tiết kiệm, mà còn là trách nhiệm xã hội. Thu gom sách tặng cho các nơi cần, nó không chỉ là một cái hoạt động đem lại niềm vui cho mình, mà nó còn là một cái trách nhiệm của chính bản thân mình, của một cái người cảm thấy là mình phải đóng góp cho cộng đồng và giúp đỡ những cái đứa trẻ khác có cái điều kiện ở những cái vùng sâu, vùng xa. Cô giáo Thủy chia sẻ, cứ tháng 8 là lúc bận rộn nhất, các giáo viên đến nhà cô xin sách về cho học sinh của mình. Những quyển vở còn giấy trắng cũng được cắt ra rồi đóng mới. Mỗi bộ sách đến với những học sinh này lại được nhắc nhở giữ gìn tiếp để dùng cho lớp sau. Các em nhận tri thức và nhận cả bài học về tình yêu thương, sự chia sẻ. Hiện nay, nhiều nhà trường cũng đã phát động học sinh tặng lại sách giáo khoa cũ. Nếu hoạt động này trở thành thường xuyên, thì sẽ tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn cho xã hội. Hy vọng rằng là ngay trong hè này, thì phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ cho các nhà trường được lan tỏa và chúng ta sẽ có được rất nhiều giá trị từ công việc này. Từ cuối năm ngoái đến nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản liên tục giảm, trong đó xuất khẩu tôm giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu gặp khó nên giá tôm trong nước giảm mạnh khiến cho người nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Hiện đang là mùa thu hoạch tôm chính vụ tại đồng bằng sông Cửu Long. Trốn mùa nhưng giá tôm lại rất thấp, người nuôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay thị trường thì họ đang cần cái size 70 con, size 100 con hoặc là size 20 con. Thị trường nó rất là khó chịu. Do đó những cái size mà từ 30 con về tới 60 con là giá rất là thấp. Cụ thể, thương lái thu mua tôm thẻ loại 40 con một ký chỉ còn khoảng 100.000 đồng, giảm đến 60.000 đồng một ký so với thời điểm đầu năm. Tôm thẻ loại 70 con một ký ở mức gần 110.000 đồng. Anh Nguyễn Trọng Nam đang cố gắng thu hoạch những ao tôm thả sau Tết Nguyên Đán cuối cùng. Với một ao nuôi như thế này, sản lượng ước đạt hơn 4 tấn tôm thương phẩm. Tuy nhiên, với cỡ 40 con một ký, thương lái chỉ mua giá 100.000. Mỗi năm thì nếu mà nói với size 40 con thì tầm khoảng từ 130 đến 140, giờ thì nó thấp nó nhiều hơn. Giờ 100.000 đối với 40 con, cái giá thì nó không có lợi vậy. Giá tôm nguyên liệu giảm sâu không chỉ gây bất lợi trực tiếp cho nông dân mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy một khi nhà nông treo ao, bỏ đầm.
Đây cũng là lo lắng chung của các doanh nghiệp chế biến về vấn đề nguyên liệu trong thời gian tới. Với sự xuất hiện của virus EV71, dịch bệnh tay chân miệng năm nay dự báo sẽ có những diễn biến khó lường với việc gia tăng số ca chuyển nặng. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 12.600 ca mắc tay chân miệng với 5 trường hợp tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một số mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân nặng đang điều trị là chủng virus EV71 và đều có kiểu gen B5. Đây chính là tác nhân gây dịch tay chân miệng lớn vào năm 2011 và 2018. Với tình hình hiện tại, bệnh rất dễ lây lan thành dịch. Virus gây bệnh có thể phát tán từ cơ thể người bệnh ra môi trường bên ngoài qua phân, nước bọt. Do đó, việc vệ sinh sạch sẽ rất quan trọng trong phòng bệnh. Một số triệu chứng ở trẻ mắc tay chân miệng cần lưu ý đó là nổi hồng ban ở tay, chân, mông, miệng chảy nước bọt kèm sốt nhẹ. Khi đó thì trẻ cần được cách ly, điều trị để tránh nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí là đe dọa đến tính mạng. Xét nghiệm vừa rồi của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thì thấy đây là có những trường hợp, tức là do enterovirus 71, là cái virus này có thể là gây viêm cơ tim, viêm phổi, viêm màng não, là bị có thể bệnh nặng cho trẻ, rồi là các cái ban nổi ở tay, ở chân. Thì như vậy khi xuất hiện những cái triệu chứng đó thì trẻ phải đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Và hệ thống y tế dự phòng từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho đến các đơn vị y tế thì triển khai các đội phản ứng nhanh để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là hệ thống giáo dục thì phải là theo dõi để rồi nhằm phát hiện sớm các trường hợp trẻ ở nhà trẻ có các triệu chứng để rồi chúng ta đưa trẻ cách ly và đưa đến khám và để nó điều trị kịp thời. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khoảng 10 ngày vừa qua thì cũng liên tục tiếp nhận những ca bệnh tay chân miệng mức độ nặng, ghi nhận tại Bệnh viện Vũng Tàu. Từ đầu tháng 5 đến nay, khoa Nhi Bệnh viện Vũng Tàu tiếp nhận 12 ca bệnh tay chân miệng, trong đó từ đầu tháng 6 đến nay có 9 ca thì có 6 ca có dấu hiệu nguy hiểm và 3 ca mức độ nặng. Đến nay, bệnh viện đã làm thủ tục chuyển viện cho 2 ca nặng nhất. Tất cả các ca bệnh tay chân miệng nặng tại khoa Nhi Bệnh viện Vũng Tàu đều dưới 3 tuổi, có tình trạng bệnh chuyển biến rất nhanh, chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Con em là bị sốt co giật, tức là cháu hâm hấp sốt và co giật sốt lên rất là nhanh, lên 39 độ rất là nhanh. Thế và là em cho vào viện luôn. Khó lường của bệnh này là nó diễn biến rất là nhanh và nó chuyển đầu rất là nhanh. Nếu mình không phát hiện kịp thời thì nó sẽ chuyển đầu rất là nhanh và có thể dẫn đến những tình trạng nguy hiểm cho bé. Các bác sĩ khuyến cáo cách phòng bệnh hiệu quả hiện nay đó là giữ vệ sinh môi trường sinh hoạt của trẻ, thường xuyên vệ sinh đồ chơi, rửa tay cho trẻ bằng xà phòng. Khi trẻ sốt cao đột ngột, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, hướng dẫn theo dõi và can thiệp điều trị kịp thời. Phong trào hiến đất mở rộng hẻm đã trở thành thương hiệu, là niềm tự hào của thành phố Hồ Chí Minh suốt 20 năm qua. Thế nhưng 2 năm gần đây, số hẻm được mở rộng tại các quận, huyện ngày càng ít đi. Thậm chí nhiều con hẻm dù người dân đồng thuận hiến đất nhưng không thể thi công do vướng mắc cơ chế và pháp lý. Con hẻm 694 Nguyễn Kiệm này đã được lên kế hoạch cải tạo từ 2,5m lên 4,5m từ cách đây 1 năm. Để mở rộng hẻm, cả 51 hộ dân dọc tuyến đã lần lượt phá dỡ phần trước nhà, hiến đất. Vậy mà sau nửa năm bàn giao mặt bằng, đến nay con hẻm vẫn chưa thể thi công. Tư tưởng là sau khi mà dân đã làm vô hết rồi thì sẽ được làm liền, nhưng mà tới giờ này là coi như cũng là 6 tháng rồi chưa được làm. Chúng tôi rất là sốt ruột và rất là mong chờ đường càng ngày càng rộng mở, thuận tiện cho giao thông. Quận Phú Nhuận có đến 3 con hẻm gặp phải tình trạng này. Theo mô hình chính quyền đô thị, quận từ đơn vị cấp ngân sách thành đơn vị dự toán. Vì thế, để được bố trí vốn, nâng cấp duy tu hẻm, vỉa hè, dù ít tiền hay nhiều tiền, đều phải chờ Sở Giao thông Vận tải lập danh sách chủ trương đầu tư, gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố thẩm tra ban hành nghị quyết phê duyệt về đầu tư công. Với quy trình này, sự chủ động của các quận bị giảm đi. Trước đây là quận là chủ động về ngân sách, thì sẽ thuận lợi hơn, nhanh hơn, đáp ứng nhu cầu người dân hơn và trả lời dứt, lãnh đạo quận có thể trả lời dứt khoát với người dân là cái này chừng nào làm được hay không. Đó, còn hiện nay là khẳng định người dân là làm được, nhưng mà còn chừng nào làm thì phải đảm bảo cái quy trình thủ tục pháp lý. Đây cũng là điểm nghẽn khiến nhiều dự án mở rộng hẻm tại 16 quận ở thành phố Hồ Chí Minh dậm chân tại chỗ suốt 2 năm qua.
Thậm chí có dự án dù đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua cấp vốn nhưng vẫn chưa thể triển khai vì Sở Giao thông Vận tải vẫn chưa lập xong danh sách báo cáo chủ trương đầu tư. Đại hội Đảng bộ quận 3 nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã có thông qua cái chỉ tiêu quyết là phấn đấu hoàn thành 45 cái hẻm mở rộng, duy tu nâng cấp mở rộng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thì dự án vẫn chưa, cái báo cáo vẫn chưa có lập xong. Công tác chuẩn bị đầu tư nó bao gồm có cái đề xuất chủ trương đầu tư ban đầu mà không làm được, không làm kịp thì khi có vốn rồi á thì cũng bị vướng ở chỗ này thì nó rất là tốn thời gian. Hẻm chưa thi công, dân sốt ruột một, chính quyền lo lắng 10. Bởi niềm tin của người dân chính là cơ sở để phong trào mở rộng hẻm thành công. Trong khi mục tiêu đến năm 2025 không còn hẻm chật hẹp, không còn nhà lụp sụp, chung cư cũ mất an toàn của thành phố Hồ Chí Minh sắp kết thúc. Thưa quý vị, việc người dân tự sử dụng lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán hoặc là làm bãi giữ xe đã diễn ra từ nhiều năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây thì Sở Giao thông Vận tải thành phố đang lấy ý kiến về dự thảo đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn của thành phố nhằm tạo ra nguồn thu cho ngân sách và người dân hoặc là doanh nghiệp sẽ được phép khai thác sử dụng lòng đường vỉa hè theo quy định. Việc thu phí diễn ra như thế nào và làm thế nào để khai thác một cách hiệu quả việc thu phí lòng đường vỉa hè? Ghi nhận ý kiến của người dân xung quanh vấn đề này. Anh Vương làm kinh doanh buôn bán thùng cắt tông hơn chục năm nay tại mặt đường Nguyễn Du, quận 1. Thỉnh thoảng anh bị cơ quan chức năng lập biên bản, bị phạt và phải thu dọn đồ đạc vào trong nhà. Khi biết thành phố dự kiến thu phí sử dụng lòng đường vỉa hè, anh ủng hộ việc thu phí để yên tâm kinh doanh. Nhưng theo anh, mức thu không nên quá cao, khoảng 50.000 đồng một mét vuông mỗi tháng là phù hợp. Kiosk thì cho thuê bỏ trống rất là nhiều. Người dân thì coi như là cái kinh tế nó khó khăn, đâm cho người ta mua sắm, người mua bán nó cũng ít hơn so với ngày xưa. Mình tính làm sao mà nó có lợi cho cả người dân và cả nhà nước thì là dân chúng tôi cũng ủng hộ. Việc sử dụng lòng đường vỉa hè để kinh doanh thì có thể được thu cái mức phí ở khu vực trung tâm là từ khoảng 50.000 đến 100.000 một mét vuông trên cái lòng đường vỉa hè như thế này. Tuy nhiên là cũng với lòng đường vỉa hè như thế này, sử dụng để làm việc trông giữ xe, mức thu là từ 180.000 đồng đến khoảng 350.000 đồng một mét vuông một tháng. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, việc thu phí bãi giữ xe cao hơn thu phí sử dụng lòng đường vỉa hè và hoạt động kinh doanh khác là nhằm hạn chế người dân gửi xe ở khu vực trung tâm, giúp giảm ùn tắc giao thông, khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư các bãi đỗ xe ngầm cao tầng. Theo nhiều người dân, cần phải cân nhắc ở một số tuyến đường, tránh tình trạng xe đậu tràn lan các tuyến phố gây ách tắc giao thông. Nên thu về tiếng mà tiếng nào cố định đó, rồi dạ có bảng sẵn vậy đó, đậu rồi vậy được. Còn mà từ chỗ nào cũng thu hết là đường xá không chạy được. Nhà nước mà cho thuê thì nhà nước vẫn được lại ngân sách hàng tháng. Rồi người dân thì được thoải mái tư tưởng hơn khi buôn bán hay là làm việc, làm một cái gì đó ngay cái nơi mà mình thuê được. Những cái đối tượng là không thuộc đủ thẩm quyền họ vẫn thu phí và người dân người ta không biết, và thậm chí họ có những cái biên lai mà nó không đúng. Do đó thì chúng ta cần phải quản lý và có những chế tài đối với những cái hành vi này. Từ năm 2018 đến năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thu phí đỗ xe tại 23 tuyến đường ở khu vực trung tâm, tổng thu ngân sách được hơn 8,5 tỷ đồng. Thành phố hiện có trên 4.800 tuyến đường rộng từ 5 mét trở lên. Việc thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường dự kiến đem lại nguồn thu ngân sách khoảng hơn 1.500 tỷ đồng mỗi năm. Nhiệm vụ của quân đội Nga tại Ukraine được điều chỉnh dựa trên những diễn biến ở chiến trường. Nhưng về cơ bản, Moscow vẫn giữ nguyên các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt và những yêu cầu mang tính chất nền tảng đối với Nga. Tuyên bố này được Tổng thống Nga Putin đưa ra trong một cuộc gặp với các phóng viên chiến trường và một số chuyên gia quân sự tại Điện Kremlin vào ngày hôm qua. Tổng thống Putin khẳng định Moscow không có kế hoạch thay đổi mục tiêu chiến dịch đặc biệt, cũng như không có kế hoạch mở rộng chiến tuyến ở Ukraine. Theo đó, Nga sẽ không tiến hành một cuộc tấn công bằng bộ binh vào Kiev lúc này. Theo ông Putin, hiện quân đội Nga đã có một lượng tình nguyện viên ổn định và khả năng tiến hành một đợt huy động lực lượng mới ở Nga sẽ được xác định bởi các mục tiêu của chiến dịch. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo các lực lượng vũ trang thiếu khí tài quân sự cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, rõ ràng là nhiều thứ đã bị thiếu, đó là đạn dược có độ chính xác cao, thiết bị liên lạc,
máy bay không người lái. Chúng tôi có chúng. Thật không may, chúng tôi thiếu về số lượng. Tổng thống Putin cho biết Moscow đang tăng cường sản xuất vũ khí để lấp đầy khoảng trống. Sản lượng đối với các loại vũ khí chính của Nga đã tăng 2,7 lần trong năm qua và tăng 10 lần đối với các lĩnh vực có nhu cầu cao nhất. Theo Tổng thống Nga Putin, việc thiết quân luật trên toàn nước Nga lúc này là điều không cần thiết, nhưng sẽ có một số vấn đề cần phải được xem xét cẩn thận hơn. Hiện việc thiết quân luật được áp đặt tại 4 khu vực ở miền đông Ukraine mà Nga đã sáp nhập là Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporozhye. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga. Từ tháng 8 tới, chính quyền thành phố Tokyo của Nhật Bản sẽ bắt đầu sử dụng ứng dụng ChatGPT vào các công việc hành chính. Với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo, nhân viên chính quyền có thể tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian xử lý công vụ, giảm tải áp lực công việc. Tuy nhiên, yếu tố bảo mật sẽ được xem xét và điều chỉnh trong quá trình vận hành. Trong cuộc họp của Hội đồng thành phố Tokyo, Thống đốc Koike Yuriko đã quyết định sẽ sử dụng ChatGPT để trả lời thắc mắc cũng như đưa ra các thông tin cần thiết cho khách hàng tại tất cả các nhà ga trong thành phố từ tháng 8 tới. Cùng với đó sẽ khảo sát ý kiến của các nhân viên chính quyền về việc ứng dụng ChatGPT trong các lĩnh vực hành chính khác. Theo Thống đốc Koike Yuriko, công nghệ trí tuệ nhân tạo có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hiệu quả trong quản lý của chính quyền. Trên cơ sở đánh giá cả yếu tố tích cực và tiêu cực mà trí tuệ nhân tạo mang lại, Tokyo sẽ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tăng cường hiệu quả trong quản lý đô thị. Đối với những lo ngại về an ninh thông tin, Tokyo đang xây dựng văn bản hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo và quy định bắt buộc đối với các nhà quản lý, công ty phát hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đảm bảo thông tin cá nhân của người dân sẽ được bảo mật. Ngoài Tokyo thì cũng có một số địa phương khác của Nhật Bản cũng đang thử nghiệm ứng dụng ChatGPT trong lĩnh vực hành chính. Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân của chính phủ Nhật Bản cảnh báo chính quyền các địa phương về nguy cơ vi phạm quyền riêng tư khi nhập thông tin cá nhân vào chatbot. Nhật Bản trước đó cũng đã yêu cầu OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, không thu thập thông tin cá nhân nếu không có sự đồng thuận của người dùng. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Thời điểm này thì nhiều người dân ở thủ đô Moscow của nước Nga đang gặp phải vô vàn những phiền toái khi mà hệ thống định vị toàn cầu GPS gặp trục trặc, khiến cho các dịch vụ dựa vào tính năng này bị lỗi. Khi các ứng dụng hiện đại không vận hành bình thường thì nhiều người đã phải tìm đến những cách thức cổ điển để thích nghi với khó khăn. Những ngày gần đây, việc đặt xe thuê qua ứng dụng vốn khá tiện lợi bỗng trở nên rất khó khăn đối với anh Andrei. Lý do là bởi ứng dụng không thể hiển thị đúng vị trí của xe, khiến anh phải đi tìm khá vất vả. Định vị không chính xác tí nào. App bảo là xe đang ở giữa sông, nên tôi phải đi quanh để tìm nó. Từ đầu tháng 5, hệ thống định vị toàn cầu GPS liên tục gặp tình trạng trục trặc không thể truy cập bình thường tại Moscow. Điều đó đã khiến các ứng dụng như bản đồ, taxi, chia sẻ xe điện đều hoạt động không ổn định và kém chính xác. Các dịch vụ taxi từ chối bình luận về vấn đề này, nhưng theo một số tài xế, lượng đặt xe đã giảm ít nhiều do sự cố. Với những người tự lái xe như anh Andrei, thì cách tốt nhất hiện giờ là tìm về những cách định vị trước thời kỳ điện thoại thông minh. Ở giữa trung tâm Moscow, nhưng mọi địa điểm cứ đảo lộn hết lên. Bây giờ chúng tôi sẽ phải lái xe giống như thời ông bà, dùng bản đồ và canh đúng lối rẽ. Dù vậy, điều đó cũng không có nghĩa là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, bởi lẽ hoặc người đi đường sẽ bị mất tập trung do phải dò đường, khiến việc lái xe trở nên mất an toàn, hoặc họ sẽ phải chọn trước các tuyến đường lớn để tránh bị lạc và do đó dễ ùn tắc hơn. Thưa quý vị, lĩnh vực quang năng đang ngày càng trở nên phổ biến, kéo theo đó thì nhu cầu tái chế tấm pin năng lượng mặt trời cũ cũng ngày càng gia tăng. Thông thường ấy, những tấm pin năng lượng mặt trời sẽ có thời hạn sử dụng khoảng 20 đến 30 năm. Sau đó thì chúng được xếp vào dạng cần loại bỏ và mang đi tái chế. Tại Nhật Bản thì những tấm pin như vậy sẽ được đưa vào nhà máy và với một công nghệ mới thì nhà máy có thể tái chế các tấm pin năng lượng mặt trời này với tỷ lệ lên tới 95%. Trong công đoạn này thì các loại vật liệu như là kim loại, nhựa, thủy tinh từ các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ được phân tách, xử lý trở thành nguyên liệu sạch trước khi đưa ra khỏi các nhà máy. Các tấm pin mặt trời đòi hỏi thủy tinh có độ tinh khiết cao hơn nhiều so với thủy tinh được sử dụng trong xây dựng. Công nghệ mới sẽ nghiền kính thành bột mịn. Đó, có hàm lượng bạc cao và các công ty luyện kim sẽ mua nó với giá cao. Mỗi một tấm pin năng lượng mặt trời có thể tái chế được 10 đến 15 kg bột thủy tinh.
Theo quy định được thống đốc Tokyo thông qua thì tất cả các ngôi nhà mới được Tokyo xây dựng sau tháng 4 của năm 2025 sẽ phải lắp đặt các tấm pin mặt trời để cắt giảm lượng khí thải carbon của các hộ gia đình. Điều này sẽ khiến cho nhu cầu sử dụng pin năng lượng mặt trời ngày càng tăng cao. Bộ Môi trường Nhật Bản dự tính là lượng rác thải từ tấm pin năng lượng mặt trời của nước này sẽ đạt 100.000 tấn vào năm 2031 và lên tới 300.000 tấn vào năm 2033. Con số có thể tăng lên 800.000 tấn vào năm 2040. Thưa quý vị, hôm nay ngày 14 tháng 6, ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu, ngày để cả cộng đồng ghi nhận và bày tỏ sự biết ơn đối với những người hiến máu. Hưởng ứng ngày này, tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, kể từ đầu tháng 6 đến nay thì đã có hơn 3.400 đơn vị máu được tiếp nhận. Riêng trong ngày hôm nay đã có 500 người đến hiến máu. Việc hiến máu đang dần trở thành một thói quen làm việc tốt của nhiều người. Những ngày đầu tháng 6 đầy sôi động tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, mặc cho trời nắng gắt hay mưa rào thì hàng ngàn người vẫn có mặt ở đây để tham gia chương trình hiến máu mùa hè nhân ái. Họ có thể là bất cứ ai, là sinh viên, là nhân viên văn phòng, là vận động viên thể thao hay chính cả là những bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện. Đến bây giờ thì đã được là 92 lần đã từng tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu. Tôi thấy là cái hiến máu hoàn toàn là bình thường, nó không hề ảnh hưởng đến sức khỏe và nó còn đem lại lợi ích cho mình và cho người mà nhận máu của mình. Đây là lần đầu mình hiến tiểu cầu, còn hiến máu thì mình hiến được 4 lần rồi. Ban đầu thì mình cảm thấy khá là hồi hộp, nhưng sau thì mọi chuyện cũng rất là bình thường. Mình rất là vui khi đã góp một phần nhỏ cho những người bệnh. Trong số đó có một chàng trai thật đặc biệt, anh Dũng ở huyện Mê Linh, Hà Nội, người đã có tới hơn 90 lần đi hiến máu và hiến tiểu cầu. Mình bình thường hiến máu 3 tháng một lần và hiến tiểu cầu 3 tuần một lần. Vào một số bệnh viện thấy rất nhiều người bệnh đang chờ máu, muốn tham gia hiến máu để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, anh Dũng còn tình nguyện đăng ký làm cộng tác viên của bệnh viện. Làm việc tại khoa chế phẩm máu, ở đây cũng có rất nhiều các bạn sinh viên tình nguyện, những người hỗ trợ bệnh viện xử lý khối lượng máu rất lớn thu được mỗi ngày. Một khi mình đến viện tham gia hiến máu vào một số công việc của công viên thì mình cảm giác viện như một ngôi nhà thứ hai của mình và những bác sĩ, những người bệnh như là một người thân trong gia đình của mình. Không chỉ phục vụ cho nhu cầu của các tỉnh miền Bắc, hàng nghìn đơn vị máu còn được vận chuyển bằng đường hàng không để hỗ trợ cho Cần Thơ và các tỉnh miền Tây. Vượt qua hàng nghìn cây số, những giọt máu sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn khi đến với người cần. Tháng 6, tháng tôn vinh những người hiến máu, nhưng với những con người này, sự tôn vinh lớn nhất chính là sức khỏe của người bệnh. Những người họ cũng không biết mặt, biết tên, nhưng có một sợi dây kết nối đặc biệt, đó là tình người. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời sẽ ở lại.